cùng cô và hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương đã đem 7 bao đồ của anh chị Tiến Thông và bạn lên đăng phát cho mấy đồng bào. Thì cô cũng xin đại diện cho các đồng bào ở đây xin cảm ơn anh chị Tiến Thông cùng các người bạn, chúc mọi người luôn luôn khỏe, gia đình hạnh phúc, nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ thì cô đăng phát cho bà con ở Buôn Mà Vôi tại xã Đức Bình Tây, người Xuân Hưng, tỉnh Phú Yên. Thì bà con đang nhận, đây là không cần họ đang nhận đồ. Tôi đại diện cho chính quyền địa phương của xã Đức Bình Tây xin cảm ơn vợ chồng anh chị Tiến Thông và bạn đã hỗ trợ cho bà con của Buôn Mà Vôi 7 bao đồ. Thì cũng mong vợ chồng anh chị và bạn của anh là quan tâm hơn nữa, nếu mà có những cái đồ mà không có sử dụng nữa thì giúp cho bà con đồng bào của Buôn. Họ rất là cần, họ rất vui mừng khi mà nhận được cái số quà này. Cảm ơn anh chị rất nhiều.